để ủ 3-2 năm để ủ sới. Như thế một cái duyên để cho pin bên khoe mà cũng là tuyệt vời. Hôm nay lần đầu tiên tôi đến để được dự và nghe các vị đại biểu, nhất là ban lãnh đạo và những người phía đây đang cổ động vì mới đau lòng được để công tác. Thì qua cái nghe này á, sau một tối hôm tôi cũng suy nghĩ để mình báo cáo là năm đến 4 tháng nay mới về được 2 tuần nay. Bây giờ tim vẫn đang còn đập thình thình. Nhưng mà lần đầu tiên lên đàm này thì lại vừa hồi hộp, vừa phấn khởi, vừa lại thấy những cái khỏe thắng trong tâm trí của mình. Thế thì cũng xin tâm sự một chút. Thì cũng rất vinh dự có cháu Thành là người bạn mới kết được hai tháng đấy, vì là cũng là một cán bộ về lưu tâm ngành công an mà được bên bệnh viện 199 đến khám sức khỏe cho những đồng chí về hưu vì kinh dự được nghe rồi cho thành các thành cho đến gia đình. Cái hoàn cảnh gia đình thật là tuy là vui vẻ nhưng mà câu đơn, bởi vì là tôi là ông xã đâu đã đi rồi thì 14 năm nay rồi, cái gì cũng sống với các con gái tôi với các cháu ngoại trai chứ không có cháu nội. Đấy thì cháu thành cháu đến nhà cháu chơi và thăm cái cháu và tiền cái máy này đến là cô thử dùng thử xem đầu biết đâu cô lại khỏe ra có gì cảm ơn cháu. Thế thì cho luận đó là cô cháu bảo cô cứ dùng thử đi bao hôm đi chứ bao hôm dùng thử thì cái bệnh là mắt ngủ đã mãn đã mãn thì đã mãn là nói là các bạn được cười mãn thì sao mãn là bị hội quân gái những người Bắc này thì chiến tranh rồi thời kỳ mà xây dựng hợp tác thì mình là người thanh niên xông pha với đồng đội rồi chiến tranh bắn phá miền Bắc lại tức đêm tức hôm lại vùng chiến biển cho Đà Nẵng mình này. Thì lại sợ lại kích vào lại nhát vào cho nên là mình là người thanh niên xung phong rồi ngày đêm không quản thật sự là ăn trốn chứ không có no như bây giờ. Nhưng từ đó từ cái mãn mãn từ cái không ngủ được rồi cứ đến khi ác liệt là nước lại điều đi công tác lại cũng cái vinh dự được bồi dưỡng lại về làm hộ vệ an ninh thủ đô trong những tháng năm chiến tranh đã thiệt. Khi bác Hồ mất thì là quanh 10 ngày phục vụ. Cho nên là buổi diễn đấy coi như không biết là vì mình được vinh dự là người bảo vệ thủ đô mà bảo vệ thủ đô. Ôi trời ơi, người nữ khi mà bạn trai cứ điều mình đi tuần tra ban đêm, bạn gái thì có gia đình thì hớn về nhà, nhưng mình là người đã được tập thể cho người các con trai cứ cho mình đi tuần tra ban đêm. Đâm thành là một cái mãn tính luôn. Mã ngư là không ngủ, đấy là chiến tranh cũng như thế, rồi là kể cái đời của các bạn được cười nhất, 76 vào, con còn nhỏ nhưng mà lại làm bộ phận an ninh của phận năm là làm, trời ơi lại bị tuần mà đêm bảo vệ, mặc dù mình cũng có con nhỏ nhỏ nhưng mà các bạn người bạn nữ có gia đình mà đến trực mình lên trực đến nào xong rồi mình được về bảo với trời ơi thì ở em sợ ma nhưng mà lên trực ở lại trực với kia với trời ơi lại bảo lại các kêu ông Trương thì chỉ có trong nhỏ mà được bảo chị ở lại nhưng mà rồi tình thương với Trương thì lại được ở lại trực đó là cái cảnh như thế rồi cái mạng tính nó mạng tính
mình suốt đêm được từ ngày từ nghỉ từ các thứ có những cái đầu cho nên không ngủ được gì nữa. Nhưng mà với cái tình cảm ý chí của đêm thì cố gắng, nhưng mà cũng hay luôn lại tận tình hướng hứa sẵn gần đây thì được các thầy đem về thực nghiệm bao hôm. Ôi trời ơi, cháu đến cháu có cháu bảo rồi ba ngày cháu đến cháu lấy cái điện cháu bảo cháu chăm cháu lấy đi có dùng lấy cho ba ngày có lỡ đỡ đâu qua mấy cái gì nữa chủ mình có sai không cháu bảo không cháu không có yên chứ mãi hôm chủ nhật này mới đi đây là chủ nhật là lần trước đi lấy thì bảo thôi cháu tạm cô bảo mình bảo cô cũng ngủ được mà lấy không ngủ được. Hôm nay cháu thành có điện hôm nay cháu cầu đến đến làm gì đến để xem thực nghiệm của cháu cô sẽ cảm nhận cái máy mình thế nào để cô bảo vệ sức khỏe cô thế nào để cho nên tăng thêm cái gì cháu mời cháu thành. Yeah.